Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Lưu Phước. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 1 năm 2015, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giá xăng giảm thêm 310 đồng một lít từ lúc 16 giờ 30 phút chiều nay. Đây là lần giảm đầu tiên của giá xăng dầu trong năm 2015 khi mà tại Mỹ, giá dầu thô tiếp tục lập mức thấp kỷ lục mới. Câu chuyện được coi là ly kỳ về một bệnh nhân sống mạnh khỏe với căn bệnh ung thư quái ác trong người suốt 30 năm. Tin quốc tế, Trung Quốc và tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ nhằm biến đây trở thành đồng tiền đầu tư dự trữ trong hệ thống tiền tệ quốc tế. Các nhà địa chất Thụy Điển đang nghiên cứu sự thay đổi nồng độ khoáng chất trong nước ngầm khi cho rằng đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm động đất. Sau 2 ngày nồm ẩm với sương mù dày đặc gây ảnh hưởng tới giao thông và sản xuất, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tràn về từ đêm ngày hôm nay. Trời sẽ chuyển sang rét ẩm với nền nhiệt liên tục giảm thấp từng ngày, bắt đầu một đợt rét đậm rét hại mới trên toàn khu vực. Từ đêm nay, khối khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc và lan xuống miền Trung vào trưa chiều mai. Đợt này, gió mùa đông bắc từ khối khí lạnh còn hội tụ với rãnh gió tây trên cao, gây mưa rào trên khắp khu vực, một số nơi còn có mưa trên 20 mm. Mưa xuống, độ ẩm bão hòa sẽ chấm dứt hiện tượng nồm ẩm. Thay vào đó, trời chuyển sang rét ẩm với nhiệt độ giảm rất thấp cả ngày lẫn đêm. Ngay từ sáng mai, nhiệt độ đã giảm đi 5 đến 6 độ so với ngày hôm nay, xuống chỉ còn 14 đến 16 độ. Sau đó còn tiếp tục giảm trong những ngày sau đó. Rét đậm trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu từ mùng 8 tháng 1 với nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội sẽ chỉ còn 13-14 độ. Nhiều vùng núi cao chìm trong rét hại với mức nhiệt xuống dưới 5 độ. Tuy nhiên, chưa có khả năng xuất hiện băng tuyết và sương muối. Không khí lạnh đợt này cũng gây gió giật mạnh từ cấp 8-9 trên vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, kéo dài cho tới vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, không thuận lợi cho các chuyến tàu ra khơi đầu năm. Sau đây là một thông tin tốt lành đến vào những ngày đầu năm. Vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay mùng 6 tháng 1, giá xăng A92 đã giảm thêm 310 đồng một lít. Đây cũng là lần điều chỉnh giá đầu tiên của mặt hàng này trong năm mới 2015. Cụ thể, xăng A95 giảm 310 đồng một lít, còn 18.170 đồng một lít. Mức giảm của xăng A92 cũng là 310 đồng, xuống còn 17.570 đồng một lít. Mặt hàng dầu diesel giảm 360 đồng, còn 16.630 đồng. Dầu hỏa và dầu mazut cũng giảm xuống còn 17.110 đồng một lít và 13.300 đồng một kg. Việc giảm giá xăng dầu trong nước diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô tại thị trường New York, Mỹ chiều nay đã sụt giảm mạnh, chỉ còn 50 đô la Mỹ một thùng. Trước đó, năm 2014 thì mặt hàng này liên tục được điều chỉnh với 5 lần tăng và 12 lần giảm giá. Mức giảm tổng cộng là gần 7.770 đồng. Lần điều chỉnh gần đây nhất của giá xăng dầu diễn ra vào cuối năm 2014 với mức giảm kỷ lục hơn 2.000 đồng mỗi lít. Trong những ngày này thì rất nhiều người dân đã háo hức được chiêm ngưỡng và đi thử trên cầu Nhật Tân, cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á tại Hà Nội. Tuy nhiên, điều này lại vô tình gây ra tình trạng mất an toàn giao thông khi nhiều trường hợp dừng xe trên cầu và chụp ảnh. Cơ quan chức năng cho biết những trường hợp này sẽ bị xử phạt nghiêm trong thời gian tới. Đội cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong tuần đầu kể từ ngày khánh thành cầu vào ngày 4 tháng 1 thì lực lượng chức năng mới chỉ tuyên truyền nhắc nhở những người dân đi bộ lên cầu, người đi ngược chiều hoặc dừng đỗ trên cầu để chụp ảnh. Bước sang tuần thứ 2 trở đi thì lực lượng chức năng sẽ ra quân xử phạt nghiêm người vi phạm, mức phạt dự kiến từ 100 đến 200 nghìn đồng. Hiện tại thì ngoài lực lượng cảnh sát giao thông còn có bảo vệ cầu hỗ trợ hướng dẫn người dân lưu thông qua cầu. Theo ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thì việc người dân đi bộ chụp ảnh và các phương tiện thô sơ qua một cây cầu có độ cao như cầu Nhật Tân là rất nguy hiểm. Ngoài việc dễ gây ra va chạm giao thông thì những trường hợp này rất dễ bị gió thổi bay. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai đề án xây dựng quy chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải bằng xe khách, taxi và xe buýt. Theo đó thì đơn vị này sẽ gắn sao cho các đơn vị vận tải nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách công cộng. Mục đích thì đã rõ ràng, tuy nhiên đề án này lại không nhận được sự tán thành của các đơn vị kinh doanh vì cho rằng nó không phù hợp với thực tế hoạt động vận tải của nước ta hiện nay. Chuyên cơ mặt đất, xe VIP, xe chất lượng cao, xe giường nằm cao cấp. Đây là những cái mác mà các đơn vị vận tải tự gắn cho phương tiện của mình. Mục đích của họ là gây sự chú ý với hành khách và đẩy giá thành lên cao. Thực chất,
Các thương hiệu này chủ yếu là tự phát, chứ chưa có sự kiểm soát của các cơ quan nhà nước. Việc gắn sao chấm điểm cho xe được kỳ vọng là sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc phát triển dịch vụ vận tải. Trước hết là đối với đơn vị vận tải, thì khi mà có một cái bộ tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ vận tải, thì bản thân các doanh nghiệp đơn vị vận tải cũng biết được rằng là mình phải làm cái gì. Và cái mức của mình như vậy thì muốn nâng cao chất lượng thì phải làm và tăng cường những công tác nào. Thứ hai nữa là đối với lại là cơ quan quản lý nhà nước thì nó có một cái thuận lợi là thông qua đó thì cũng coi như xác định được một cách rõ ràng hơn là các đơn vị nào là đơn vị có cái chất lượng và cái bảo đảm an toàn cao hơn. Theo đề án này, Tổng cục Đường bộ sẽ gắn sao cho phương tiện dựa vào các tiêu chí, chất lượng phương tiện, lái xe, hoạt động tổ chức và quản lý vận tải. Việc phân loại chất lượng được đánh giá từ 1 sao đến 5 sao. Tuy nhiên, sao là sự đánh giá chung và sẽ gắn cho doanh nghiệp chứ không phải là cho phương tiện. Do đó, nhiều người cho rằng sự đánh giá này là không cụ thể, chính xác. Hoặc các doanh nghiệp taxi hoạt động dưới hình thức cổ phần, nhiều cá nhân sẽ lợi dụng trà trộn xe kém chất lượng vào các đơn vị nhiều sao để trục lợi. Những doanh nghiệp lớn thì có thể đáp ứng được ngay. Nhưng mà đối với những doanh nghiệp nhỏ thì chắc là phải có một cái lộ trình nhất định nào đó, ví dụ 3 tháng, 6 tháng để cho các đơn vị người ta xây dựng lộ trình. Cái việc giám sát và đánh giá chất lượng là nó từ các quản lý nó phải chính xác để đảm bảo cái tính công bằng. Cái thương hiệu đấy là người dân đánh giá, chứ không phải cơ quan nhà nước. Thì cơ quan nhà nước chỉ là bình bầu thi đua, anh này nhất, anh này nhì, chưa có hiệu quả trong thời điểm hiện nay. Tôi khẳng định là chưa có hiệu quả mà chỉ làm cho doanh nghiệp vất vả thôi. Dự thảo gắn sao cho phương tiện tuy rất rõ ràng về mục đích nhưng lại thiếu tính khả thi. Do đó, nó cần có sự tính toán, lấy ý kiến của nhiều đơn vị liên quan thì mới có thể triển khai có hiệu quả trên thực tế. Ô nhiễm môi trường tiếp tục là chủ đề nóng gây bức xúc trong dư luận trong năm 2014 với hàng loạt cơ sở vi phạm bị xử lý. Năm qua, chỉ riêng lực lượng thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt với số tiền lên tới 62 tỷ đồng. Đây là thông tin được đưa ra trong hội nghị tổng kết năm 2014 của Tổng cục Môi trường diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Các doanh nghiệp vi phạm tập trung vào nhóm hành vi như thực hiện không đúng các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, xả nước thải, khí thải không đạt quy chuẩn. Do chế tài xử phạt chưa nghiêm nên tình trạng vi phạm ở một số cơ sở lặp đi lặp lại nhiều lần gây bức xúc trong dư luận. Thực trạng này được kỳ vọng là sẽ thay đổi khi luật bảo vệ môi trường sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 sẽ xử phạt rất nặng và quy trách nhiệm cá nhân cho người đứng đầu các cơ sở vi phạm. Ngoài ra thì nhiều điểm mới trong luật này cũng trao quyền giám sát nhiều hơn cho người dân để có tiếng nói phản đối các dự án gây ô nhiễm cũng như sớm phát hiện các hành vi vi phạm môi trường. Thông thường khi biết tới việc ai đó bị mắc bệnh ung thư thì chúng ta thường sẽ nghĩ rằng họ không còn nhiều hy vọng để cứu chữa nữa. Tuy nhiên trường hợp của ông Đào Văn Bảo ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội thì lại là một trường hợp ngoại lệ, thậm chí được coi là một kỳ tích. Đó là ông vẫn sống mạnh khỏe với căn bệnh ung thư trong người tới 30 năm kể từ khi phát hiện ra chứng bệnh quái ác này. Quốc đất. Cho cá ăn là những công việc hàng ngày mà ông Đào Văn Bảo vẫn thường làm trong khu vườn cách nhà mình khoảng 500 mét. 30 năm trước, sau ngày lập gia đình không bao lâu, ông Bảo đã nhận được tin dữ, mình mắc bệnh ung thư vòm họng. Biết bệnh của mình không thể chữa khỏi, cùng với việc phải điều trị hóa chất và xạ trị thì khả năng để có con rất thấp. Nên sau 4 tháng nằm bệnh viện ca, ông Bảo đã quyết định dừng điều trị. Giấy ra viện từ bệnh viện ca từ năm 1984 vẫn được ông Bảo và gia đình cất giữ. Là từ khi bệnh viện ca trở cho ra viện ấy, thì trở về tôi thì chả dùng thuốc gì hết. Ngoài ra những ngày coi như là nó ốm đột xuất hoặc là ấy chỉ có sang trạm xá là mua nhiều thuốc uống là xong, không có thuốc men gì. Nhà nghèo, thương vợ, thương bố mẹ già, phải quên đi bệnh tật và những cơn đau đầu. Ông Bảo phải lao vào cùng vợ bươn chải cuộc sống. Thế nhưng, niềm vui đến thật bất ngờ khi vợ ông lần lượt sinh hai người con trai vào các năm 1986 và 1989. Nếu mà được con thì là tốt, không được cũng phải đến chịu. Nhưng mà thôi, chúng tôi
rồi cũng cho là có phúc là cũng được hai cháu, là cũng hơi vất vả thì thôi, nhưng tôi cũng cố gắng sinh sống với nhau. Tôi không tưởng tượng là bệnh ung thư mà chú lại tồn tại mà vẫn lao động vất vả như thế, cho nên bây giờ nó lại tái phát lại. Đấy, thì bây giờ tình hình coi như là sức khỏe nó yếu, mà chú vượt qua bao khó khăn, và bây giờ gia đình nó cũng là kinh tế nó không thiếu thốn. Gần 30 năm không viếng thăm bệnh viện, nhưng bệnh thì vẫn còn. Đến tháng 2 năm 2014, ông phải vào khoa xạ trị bệnh viện ung bướu do bệnh tái phát. Thì tôi đã điều trị, thì anh bảo đã được chuẩn đoán một ung thư vòm cách đây 30 năm. Cái này chúng tôi đã xem lại hồ sơ, thì xác chẩn một ung thư vòm. Rất cũng không may là vừa rồi thì anh ấy có mắc thêm một ung thư nữa, đó là ung thư lưỡi. Nhưng mà hiện tại cũng điều trị và sức khỏe của anh bảo vẫn duy trì được. Suốt 30 năm đã sống như thể không có ngày mai. Những cơn đau nhiều lên, nhưng người đàn ông này vẫn lạc quan cho dù còn nhiều gánh nặng và lo toan. Những giây phút vui vẻ bên gia đình, được trò chuyện với con cái là động lực lớn nhất để ông chống lại bệnh tật. Những ngày qua tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai lại xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi thu gom lá điều khô để bán cho thương lái. Mặc dù nhiều lần các chuyên gia nông nghiệp đã cảnh báo hành động này sẽ khiến cho việc sinh trưởng của cây trồng bị hạn chế, dẫn đến thiệt hại về năng suất, nhưng người dân vẫn hám lợi trước mắt mà bỏ qua những mối nguy hại về sau. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Gia Canh, huyện Định Quán cho biết lá điều được người dân gom tại dãy nhà hoặc tại các khu vườn rồi đem bán với giá 1.200 đồng mỗi kg. Toàn xã có 4 điểm thu mua hoạt động đã hơn một tháng nay. Đây là khoảng thời gian nông nhàn nên nhiều người coi việc nhặt lá đem bán là một công việc thu nhập khá, trung bình là khoảng 200.000 đồng một ngày. Sau khi thu gom đủ 40 tấn lá sẽ có người đến chở đi với mục đích được giới thiệu là làm phân bón. Tuy nhiên, các chuyên gia nông nghiệp lại khuyến cáo đây là một chiêu trò không mới của các thương lái nước ngoài để làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông sản trong nước, bởi việc thu gom lá điều khô ở vườn sẽ không tốt cho việc sinh trưởng của cây trồng trong các năm tiếp theo. Bài học về ốc bươu vàng, thu mua đỉa, dây khoai lang hẳn là người dân vẫn chưa thể quên. Trong khi các cơ quan chức năng của Việt Nam đang đẩy mạnh phòng chống nạn buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu, thì tại các cửa khẩu, các cơ quan liên quan của Campuchia dường như lại thờ ơ để việc vận chuyển hàng hóa lậu, đặc biệt là thuốc lá điếu qua biên giới diễn ra công khai, thiếu kiểm soát. Việc phòng chống buôn lậu thuốc lá của Việt Nam vốn gặp khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Chống buôn lậu thuốc lá ở các tỉnh biên giới Tây Nam và Thành phố Hồ Chí Minh gặp rất nhiều khó khăn bởi nguồn thuốc lá lậu quá nhiều, lãi lớn và các đối tượng buôn lậu luôn tìm ra nhiều chiêu thức mới để đối phó với lực lượng chức năng. Dọc biên giới Việt Nam Campuchia, xung quanh các cửa khẩu cũng là nơi nhức nhối nhất về buôn lậu thuốc lá. Những vựa thuốc lá như thế này trên đất Campuchia mọc sát biên giới Việt Nam. Ngày ngày, những chiếc ghe lớn nhỏ đủ loại từ An Giang, Đồng Tháp qua đây lấy hàng liên tục. Và thuốc lá lậu luôn đủ để đáp ứng nhu cầu. Giá các loại thuốc lá điếu như Hero 3 số 5 luôn rất rẻ so với thị trường Việt Nam. Chúng có khác nhau gì đâu nhỉ? Nhiều chắc. 30. Thuốc này bao tiền cái? 80. Hero có mấy loại? Dạ. Nó chỉ có một loại 80.000 này thôi. Dạ. Như vậy, mỗi cây thuốc khi về đến Việt Nam, những người buôn lậu có thể thu lợi tới hơn 50.000 đồng. Lãi khủng lại dễ vận chuyển, nên sẽ không khó hiểu khi mỗi ngày hàng chục, thậm chí là hàng trăm ngàn cây thuốc lá lậu được lén lút đưa về Việt Nam. Cửa khẩu Vĩnh Sương, tỉnh An Giang. Lên mua vài cây thuốc rồi về thì anh em mua vài cây thuốc, ai một cây vậy? Không nghe. Dạ. Khỏi đi xa hay không? Không có. Đi 2 tiếng hồ, tiếng hồ trả lời liền. Mua đi thuốc cho. Rồi.
rồi là việc qua cửa khẩu chỉ đơn giản như vậy. Bộ đội Campuchia. Những con đường phía sau cửa khẩu trở thành cửa chính để vận chuyển thuốc lá lậu và nhiều mặt hàng khác về Việt Nam. Những người lính Campuchia không quan tâm đến việc người đi qua chốt mang thuốc lá lậu hay hàng hóa gì. Họ chỉ thu tiền của bất kỳ ai mang hàng hóa đi qua chốt. Mỗi người vài chục nghìn đồng. Về Việt Nam, những cái hàng thường tập trung ở những địa điểm mà các cơ quan chức năng khó kiểm soát và thuốc lá nhanh chóng được đưa sâu vào nội địa bằng xe máy. Chương trình tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý. Điều kiện thời tiết khá thuận lợi trong ngày thứ 10 của chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu QZ-8501 của hãng hàng không AirAsia trên biển Java. Bên cạnh nhiệm vụ chính là tìm và vớt các thi thể hành khách, thì lực lượng cứu hộ đang thu hẹp vùng tìm kiếm xuống còn chỉ khoảng 160 km2 quanh khu vực có tọa độ được xác định là nơi phát đi những tín hiệu cuối cùng của chiếc máy bay này. Đây là lần thứ ba phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn được thu hẹp. Trước đó, 4 ngày sau khi máy bay mất tích, khu vực tìm kiếm được điều chỉnh từ phạm vi gần 35.000 km2 ban đầu xuống còn gần 4.150 km2. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cho rằng thi thể nạn nhân và mảnh vỡ máy bay có thể trôi dạt do dòng chảy lớn. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, trong sáng nay mùng 6 tháng 1, một số thợ lặn đã được đưa xuống độ sâu 20 đến 30 mét để tìm kiếm thân máy bay, thi thể các nạn nhân còn mắc kẹt lại và hộp đen của QZ-8501. Hiện chúng tôi sẽ tập trung vào hai nhiệm vụ chính là tìm và vớt các thi thể hành khách cùng các mảnh vỡ máy bay trôi nổi trên biển và tìm ra thân và hộp đen chiếc máy bay ở dưới đáy biển Java. Trước đó, ngày 5 tháng 1, một sĩ quan hải quân Indonesia cho biết tàu của ông đã phát hiện ra một vật thể được cho là phần đuôi máy bay. Đây được cho là một phát hiện rất quan trọng bởi phần này chứa cả thiết bị ghi âm buồng lái và dữ liệu chuyến bay. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức. Tính đến nay, tổng số thi thể nạn nhân được tìm thấy vẫn dừng lại ở con số 37. Trong khi đó, một số thân nhân tiết lộ hãng AirAsia đã đề nghị bồi thường cho mỗi nạn nhân 24.000 đô la Mỹ. Một đợt giá rét kỷ lục đang lan rộng khắp nước Mỹ với hơn 70% diện tích chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Không khí lạnh tăng cường từ vùng Bắc Cực kèm theo những cơn gió lớn tiếp tục giữ nhiệt độ tại nhiều thành phố của nước Mỹ ở mức thấp kỷ lục trong hai thập kỷ trở lại đây. Đợt lạnh hiện tại bắt đầu từ ngày hôm qua mùng 5 tháng 1 và dự kiến nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu khi một khối không khí lạnh mới tăng cường vào ngày mùng 8 tháng 1. Ước tính khoảng 50 triệu người ở 24 bang tại Mỹ sẽ phải hứng chịu đợt lạnh kỷ lục này. Hôm qua, nhiệt độ tại khu vực phía bắc bang Wisconsin, một số vùng ở bang Minnesota và North Dakota đã giảm xuống tới âm 45 độ C. Dự báo thời tiết cho biết là bắt đầu từ ngày hôm nay, mưa tuyết lớn sẽ đổ xuống New York và New England. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo với nhiệt độ giá lạnh như thế, chỉ cần để hở da khoảng 10 phút thì da sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có thể gây chết người. Chính quyền nhiều thành phố đã đề nghị các bậc phụ huynh cho học sinh tiểu học ở nhà để tránh rét. Ngày hôm qua, Tòa án Liên bang ở thành phố Boston, bang Massachusetts của Mỹ đã bắt đầu lựa chọn các thành viên của bồi thẩm đoàn sẽ phụ trách phiên tòa xét xử nghi phạm đánh bom tại giải chạy marathon quốc tế ở thành phố này cách đây gần 2 năm. Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu và tồi tệ nhất tại Mỹ sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nghi can Dokha Tanaev, 21 tuổi, bị cáo buộc 30 tội gồm tội đồng lõa và sử dụng vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt, trong vụ giết chết 3 người gây thương tích cho hơn 260 người bằng hai quả bom tự chế ở điểm đến của cuộc đua marathon. Các thành viên của bồi thẩm đoàn được chọn từ danh sách lên tới 1.200 người tại Tòa án Liên bang ở Boston. Các ứng viên được yêu cầu trả lời các câu hỏi về lý lịch của mình để các công tố viên và luật sư bên bị đơn xem xét và đưa ra lựa chọn cuối cùng. Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 1 tới và dự kiến kéo dài từ 3 cho đến 4 tháng. Phát biểu tại buổi lễ chuyển giao vũ khí quân sự hiện đại cho lực lượng quân đội tại Zhytomyr, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào ngày hôm qua mùng 5 tháng 1 bày tỏ hy vọng những bất ổn tại khu vực miền đông nước này sẽ sớm chấm dứt bằng các biện pháp ngoại giao.
Theo người đứng đầu nhà nước Ukraine thì khát vọng của Kiev chỉ có thể đạt được bằng những nỗ lực ngoại giao. Ukraine sẽ có hòa bình với một biên giới ổn định khi quân đội nước ngoài rút khỏi lãnh thổ Ukraine và rằng toàn bộ thế giới đang ủng hộ những nỗ lực của Ukraine. Tổng thống Petro Poroshenko cũng cho biết là ngân sách năm 2015 của Ukraine bao gồm chi tiêu cho quốc phòng là 5 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần thứ ba lực lượng vũ trang Ukraine nhận các thiết bị và phương tiện quân sự mới. Ông Poroshenko nhấn mạnh, với tinh thần và trang thiết bị hiện đại thì quân đội nước này sẽ trở thành một trong những quân đội mạnh nhất tại châu Âu. Dư luận đang đặc biệt lo ngại với việc Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc hết lần này đến lần khác muốn thanh toán bằng nhân dân tệ tại Việt Nam. Đề xuất mở rộng phạm vi sử dụng đồng nhân dân tệ tại Việt Nam của các doanh nghiệp Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Dù việc hiện thực hóa tham vọng này là không dễ dàng, nhưng tính đến tháng 5 năm 2014 thì nhân dân tệ đã trở thành đồng tiền thương mại phổ biến thứ 7 trên thế giới. Theo Hiệp hội Viễn thông Tài chính Ngân hàng Toàn cầu, con đường quốc tế hóa đồng nhân dân tệ có thể được chia thành 3 giai đoạn: giao dịch, đầu tư và làm tiền dự trữ như ngoại hối trong tương lai. Đồng nhân dân tệ đầu tiên ra khỏi đại lục được xem là bắt nguồn từ các giao dịch tại Hồng Kông vào năm 2004, khi chính phủ Trung Quốc chỉ định Bank of China Hồng Kông là ngân hàng được thanh toán đồng nội tệ của nước này. Sau đó, London tiếp bước vào năm 2009. Singapore năm 2013 đã trở thành trung tâm giao dịch đồng nhân dân tệ thứ ba. Tính đến tháng 11 năm 2014, đã có tổng cộng 11 chi nhánh kiểu này trên thế giới. Ngoài ra, Beijing đang trong quá trình thương lượng giao dịch nhân dân tệ với nhiều nước thuộc các châu lục khác nhau như Mỹ, Thụy Sĩ, Australia, Ả Rập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hiện đã có 19 ngân hàng quốc tế có dịch vụ đổi tiền nhân dân tệ. Theo tờ The Economist của Anh, Trung Quốc đạt được một số kết quả ấn tượng trong quá trình quốc tế hóa nội tệ. Tính đến cuối tháng 6 năm 2014, lượng tiền gửi bằng đồng tiền này ở nước ngoài đã tăng gấp 10 trong 5 năm. Hơn thế nữa, gần đây, chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ quốc tế hóa nhân dân tệ và biến đây trở thành đồng tiền đầu tư dự trữ trong hệ thống tiền tệ quốc tế nhằm thực hiện hóa mục tiêu dài hạn là nới lỏng quản lý tỷ giá. Việc kết nối giao dịch hai sàn chứng khoán Hồng Kông và Shanghai tháng 11 năm ngoái chính là công cụ quan trọng giúp nhân dân tệ trở thành tiền tệ đầu tư lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sẽ mất rất lâu nữa để nhân dân tệ bắt kịp các tiền tệ lớn trên thế giới do Trung Quốc vẫn còn kiểm soát vốn và nhân dân tệ không phải là đồng tiền được tự do chuyển đổi. Động đất đến nay vẫn là một thiên tai khó có thể dự báo trước. Tuy nhiên, các nhà địa chất thuộc Đại học Stockholm Thụy Điển đang nghiên cứu về sự thay đổi nồng độ khoáng chất trong nước ngầm, khi cho rằng đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm động đất. Nghiên cứu này nếu thành công sẽ giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại và thương vong do động đất gây ra. Nhóm nghiên cứu người Thụy Điển với sự trợ giúp của các cộng sự tại Iceland đã kiểm tra thành phần nước ngầm ở độ sâu 100 mét tại nhiều địa điểm mỗi tuần một lần kể từ năm 2008 đến nay. Các nhà nghiên cứu cho rằng nồng độ của một số khoáng chất trong nước bắt đầu tăng trước thời điểm xảy ra động đất khoảng 4 đến 6 tháng. Trong lịch sử, các nhà khoa học Nhật Bản đã từng ghi nhận sự thay đổi bất thường của nồng độ khí radon và các hóa chất trong nước ngầm trước khi xảy ra trận động đất Kobe vào năm 1995 và trận động đất năm 1978 tại đảo Izu Oshima. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trước khi xảy ra cơn địa chấn vào năm 1976 với tâm chấn gần thành phố Đường Sơn, Trung Quốc. Đó là lý do chúng tôi dành nhiều năm cho nghiên cứu này. Theo kết quả phân tích, chỉ có natri và hydro cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể, nồng độ của hai khoáng chất này đều tăng mạnh trước khi động đất diễn ra sau nhiều tháng giảm liên tục, trong khi nồng độ oxy, silic và kali cũng có thay đổi nhưng không đáng kể. Sau rung chấn, tất cả đều trở lại bình thường. Hiện chúng tôi vẫn chưa rõ tại sao dấu hiệu cảnh báo sớm lại đến từ mạch nước ngầm. Tuy nhiên, tôi cho rằng những vết đứt gãy rất nhỏ trên vỏ trái đất sẽ mở rộng khi chúng chạy dài đến gần điểm đứt gãy lớn, khiến nước ngầm tràn qua những khu vực mới và cuốn theo các khoáng chất trong đá. Các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu này sẽ giúp xác nhận một hiện tượng thiên nhiên có thể là dấu hiệu đáng tin cậy để cảnh báo sớm động đất. Ngày hôm qua, hãng tin CNN của Mỹ đã giới thiệu những ý tưởng đã và đang triển khai có thể làm thay đổi thế giới. Đặc biệt, những sáng kiến này sẽ khiến con người khỏe mạnh hơn, bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên tốt hơn hoặc đơn giản chỉ là một giải pháp cho sự minh bạch trong công việc của cảnh sát.
Ý tưởng gắn một máy quay cỡ nhỏ lên đồng phục tuần tra của cảnh sát đã tồn tại một thời gian. Tuy nhiên, kể từ sau những vụ xung đột được cho là mang tính phân biệt chủng tộc tại Mỹ, ý tưởng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Thông qua chiếc máy quay trên áo, mọi cuộc tiếp xúc với dân của cảnh sát sẽ trở nên rõ ràng và minh bạch. Lý tưởng nhất là chiếc máy quay sẽ giúp cảnh sát không sa ngã và có những hành vi sai trái, cũng như vướng vào nạn tham nhũng hay bạo lực. Các chuyên gia đang kêu gọi mọi người sống chậm lại trong thế giới vội vã ngày nay. Theo đó, những thay đổi của thế giới khiến con người ngày càng trở nên vội vã hơn và gắn chặt vào máy tính cũng như điện thoại. Do vậy, mọi người hãy dành ra vài phút mỗi ngày hoặc mỗi tuần để tĩnh lặng, để lấy lại sự cân bằng và tỉnh táo, giúp cuộc sống của chúng ta lành mạnh hơn, tươi sáng hơn và vui vẻ hơn. Tổ chức bảo tồn Tree People có trụ sở tại California, Mỹ cho rằng họ có thể giúp giải quyết vấn đề về nước sinh hoạt với những công nghệ kiểu cũ như thùng chứa nước mưa, cây cối và công nghệ thẩm thấu. Dự án trữ nước mưa bằng máng xối và lọc nước với công nghệ thẩm thấu ngược cho những khu vực khô hạn của bang California đã được triển khai. Trong khi đó, tại những khu vực thường ngập lụt của thung lũng San Fernando, các thiết bị trữ nước hoặc trồng thêm cây cũng được thực hiện. Một làn sóng nghiên cứu mới của các nhà khoa học cho thấy không phải tất cả vi khuẩn đều có hại. Theo đó, bác sĩ có thể kết hợp vi khuẩn trong điều trị bệnh tật, cải thiện sức khỏe và thậm chí là thay đổi mọi thứ như cách thức mà con người ngửi mùi. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng các vi khuẩn trong ruột của con người có thể chứa đựng những manh mối để điều trị những đau đớn trong sức khỏe tinh thần và thể chất. Ngoài ra, những lợi khuẩn này cũng đóng góp vai trò quan trọng như giúp hệ miễn dịch của cơ thể vận hành và tiêu hóa thức ăn. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.